Lạng Sơn nữa là làng đấy. Bắc Giang mình là lợn nhà quê. Dăm tầng đầy chân. Quay em ơi. Bây giờ chăn chó. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Đầu xuân năm sớm là những cái dịp lễ hội gặp gỡ, đặc biệt là các lễ hội đầu xuân để gọi là hát song hao đấy các bạn. Đó thì hôm nay mình mời các bạn sẽ cùng tham dự một cái lễ hội hát song hao nhé, lễ hội của bà con dân tộc Nùng, xã Tân Hoa các bạn ạ. Cụ thể thế nào thì mời các bạn sẽ cùng đi vào không khí ngày hội ngày hôm nay nhé, ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm các bạn nhé. Xin mời các bạn. Cứ hàng 7, mùng 7 tháng Giêng hàng năm thì bà con sẽ gọi là họp về đây từ các tỉnh Lạng Sơn rồi các xã lân cận đây. Đấy, với đủ các trang phục rất là sặc sỡ đặc trưng của dân tộc Nùng như áo xanh, áo đen, áo chàm. Buổi sáng thì ăn lợn quay và buổi trưa thì hát song hao. Cụ thể thế nào thì ở trong cái không khí chợ thì bán thêm cả các trang phục nữa. Mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi gọi là tham dự cũng như là nghe những cái giọng hát song hao các bạn nhé. Tại cái khu chợ trung tâm xã Tân Hoa này. Tại những cái lễ hội đầu xuân này thì không thể không có lợn quay các bạn. Tất nhiên là ở Lục Ngạn này có những cái phiên chợ nổi tiếng, chợ tình vùng cao như tại Tân Sơn ngày 12 tháng Giêng, chợ Phong Vân, chợ Cầu Trắng ấy là 14 tháng Giêng thì sẽ lớn hơn và lợn quay cũng nhiều rất là nhiều. Tuy nhiên là những cái phiên chợ nhỏ nhỏ như chợ Tân Hoa này thì cũng có khoảng rất là đông. Tất nhiên là cái lượng khách cũng như là lợn quay sẽ chỉ bằng một phần rất là nhỏ so với hai phiên chợ kia thôi. Dù rằng đi nữa thì vẫn giới thiệu các bạn cái không khí tại chợ Tân Hoa này. Đấy, không khí đầu xuân tại bà con anh chị em về nô nức rất là đông luôn. Vay nhá. 18 rồi. Thôi ra cần nữ nhầm đầu đây. 18 rồi. Thế một lần một cân nhá. Từ sáng được mấy con rồi em? Hai con à? Hai con anh ơi. Hai con quay à? Vâng. Hai con quay. Từ giờ đến chiều còn con nào không? Em á. Nếu mà hội còn đông thì lại quay. Hội lại đông lại quay tiếp à? Lợn quay mắc mật đây, da giòn cồn cồn. Đây là gần gọi như hết con thứ hai rồi nhỉ? Vâng, vâng. Phía bên này nữa, còn mấy vản nữa. Phía bên này, phía bên kia nữa. Bà con lợn quay uống rượu và song hao là đúng kiểu rồi. Hội ở phía ngoài kia thì rất là đông luôn luôn nhá. Rất là đông và anh em mình sẽ gọi lợn quay vào trong này. Hội Tân Hoa cháu cũng nhiều bạn lắm. Không có xuống được không ạ? Đó, đây. Anh em mình gọi là ăn xong mới đi hội đây. Mời các bạn nhé. Lợn quay da giòn cồm cộp. Đây, mời các bạn. Đồ túi. Mấy tất cả ăn bằng tay hết luôn các bạn. Sao vậy? Dưa chua ăn được đấy. Đây, có đây đây. Mời các bạn ăn bốc này. Ăn được của Ấn Độ. Nặng quay húp bằng bốc luôn. Này mới dân dã. Ăn đến đó, đâu rồi chặt vào đến đó cho nó nóng nhé. Ăn dần dần thôi. Mình trước khi đi hội là phải nạp đầy đủ nhé. Đấy, dưa muối này, thịt quay này, gà và bánh cuốn. Gọi là bánh cuốn này. Bia, nước ngọt đầy đủ hết đấy. Sau sẽ đi hội. Đúng không? Là có sức thì mình có hát được các bạn ạ. Thôi giờ mời các bạn nhé. Nào. Song hao. Hát song hao. Một quá được song hao. Đó. Ơi ăn tay đi em ơi. Tay rồi cơ dã. Ô, thế ngày xưa là không cần rửa luôn à?
Mới nhé. Đây mới này. Đây là đến đũa rồi. Cơm mới cho nó mát. Đi bát đó. Tôi đi chơi. Giờ có bát có đũa rồi. Được. Nào. Tập trung vào ngã ba này rất là đông luôn rồi. Các cô các bác cũng đã xếp thành đôi để hát rồi. Trong những ngày hội này thì không thể không thiếu những cái gian hàng quần áo trang phục dân tộc đấy, rất là đẹp. Của các cô, chú, bác, các anh chị trung tuổi nhé. Còn các bạn nhỏ thì có lẽ là bây giờ đang được dạy thôi. Còn các bạn trẻ rất là ít, đa phần là trung niên hoặc là các bác đã có gia đình. Tìm được các cặp các đôi hát thì có thể là hát ở bất cứ đâu các bạn nhé, ở vị trí nào cũng được. Thế tí cô có đi hát không? Có cô có hát không? Cái tay không hát. Không hát được ạ? Cái tay không hát đồng nào? Không hát. Các bạn đi dịch lên phía trên để tại trung tâm ngã ba. Bây giờ đang buổi trưa nên là các cô chú anh chị em đang dồn về rất là nhiều. Giống mình chia sẻ ban đầu ở trong video thì đây là cái hội nhỏ thôi. Hội lớn nhất là hội chợ tình Tân Sơn vào ngày 12 và ngày 14 tháng Giêng nhé. Đây là sân khấu bà con anh chị em Bắc Ngạn. Vừa hát song hao vừa hát đủ các thể loại luôn này các bạn, nhạc mới nhạc trẻ luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng phong cách uống bát rượu đầy ăn miếng thịt to của Lương Sơn Bạc rồi. Lưu như này các bạn ạ. Chỉ có điều là khi ra về thì phải có người kèm, nếu không là các chú công an sẽ thổi nồng độ cồn nhé, phạt rất là nặng luôn nhé. Các bạn anh chị với em lưu ý như vậy. Tức là uống rượu nhưng mà chấp hành tốt cái luật lệ giao thông, đó là đã uống rượu thì không lái xe, chỉ ngồi xe được thôi. Mời các bạn vào chợ nhé, ẩm thực trong chợ luôn đấy. Sang mi cái lăng ma khẩu hang mày. Vui này, cái khu này là cái khu mà thích nhất của trẻ nhỏ các bạn đây, cái khu vui chơi đây. Đó. Thì có rất nhiều quán hà xá đồ ăn ở phía trong chợ đấy, nhưng mà đang có âm nhạc nên là mình sẽ quay trở ra các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn quay trở ra nhé. Đi ở phía ngoài này thì rất nhiều âm thanh ca nhạc nên là cũng rất là hạn chế các bạn ạ. Đang tầm 1 giờ trưa các bạn nhé, bà con anh chị em ở các nơi đổ về rất là đông luôn. Hiện tại ngã ba và ngã tư, tất cả các đường đi ra là xe gửi đã chật kín bãi luôn này các bạn nhé. Công tác uống rượu và hát và gặp gỡ thì từ giờ đến tối cơ. Mình cũng chỉ gọi là gửi các bạn các anh chị một chút không khí trong cái buổi gọi là chợ đầu xuân, gặp mặt đầu xuân tại cái hội Tân Hoa đấy. Cái lái xe này tôi mới xem cơn đầy sao trong cái quá trình đi đi hội này bạn này hôm nay mua quần áo mới này quần áo bằng đồng này cái này gì anh sắp vào đây con nào sáng
lồng sắt ở đi. Thằng nào hả? Thằng nào? Cái áo này thì bao nhiêu tiền? 500 nghìn. 500 nghìn ạ. À vâng. 500 một chiếc áo thôi. 500 một chiếc áo. Làm thủ công bằng tay đi ạ. Đi bên này đến áo nam. Sáu được hai anh tuổi luôn đấy. Đấy bạn bên này tầm lấy cả chiếc này. Đấy sáu tầm mía. Cùng bạn này. Đấy chụp ảnh đi. Chụp ảnh đi. Vừa chụp hình sọc bán rau để phú. Cứ mặc vào, mặc vào. Cái này là dành rau tặng tàng thay mà không? 59 nha, cái này cả 100. Cái này có 100 ngàn đấy. Tặng cái tàng à? Cái này 500 à? 500. Kém có bán không? Không bán kém. 500. Không một bạc. Không một cọc bạc. Hả? Không một cọc bạc. Không một cọc bạc ta, biết hết đấy nè. Cái này hết luôn thử đi. Bên này hết không? Cái này. Bên này. Bên này. Cái này cái này mà. Cái này là cái này, màu này sẫm hơn, màu này thì cái này là cái này cũng ra được sản phẩm, màu kia ra được sản phẩm nhá. Cái này là cái nhuộm mà cái này nhuộm tràm thủ công, nhuộm tràm thủ công à? À vâng, cái này là nhuộm thủ công thì là nếu mà giặt nó sẽ phai à? Giặt như mà giặt nước, giặt nước không được, giặt nước không được giặt sản phẩm. Bà đồng niên cái này cái lỗ mắt bên này, mắt mờ có khả thủ mắt bên nâu á. Hai cái áo khác nhau, cái áo tràm nhuộm thủ công luôn đấy các bạn. Ông cái nào cái này nhuộm máy thì thoáng mà này hay là người ta đeo mắt mí mà này. Cái này thì cảm giác nó nhắn nó không xù. Nếu mà kén thì nó mới mắt mí đấy. Ngô hắn đi là tháng nhất rồi đấy, bằng rau này ạ. Nhi hắn làm chắc hắn này, tiểu hắn bị hắn đi. Đây, khá thú này nè. Khá thú mà xin rồi. Đi khá thú đâu hăng không? Khá thú mà xin được chắc mà. Thật sao cái này ít tiếp như là oi trò. Đầy ra. Đông đó cái không coi cái bụng to là vừa đấy. Nó thế này được rồi. Đây này đây này, có đẹp không ạ? Dạ rất là đẹp anh ạ. Thêm mượt bên bên chuyển tải sang đây một cung. Vâng. Khám bằng khám. Tao cái kinh tiền phải khám bằng khám. Chắc là cô đó đi bóng. Vâng rồi chị. Ăn cái hàng ngon hơn nha. Mình cũng xin kết thúc video ở đây và xin chúc tất cả bà con anh chị em một mùa xuân mới sức khỏe ấm áp và đặc biệt là hạnh phúc thành công, vui xuân, vui khỏe, bình an. Xin chào và gặp lại các bạn anh chị ở trong các video clip tiếp theo.